Người mẹ thông thái. Ở một ngôi làng nọ, có một nhà tri thức vĩ đại sống tại đây. Ngày nọ, nhà tri thức vĩ đại có công chuyện đã đến một ngôi làng bên cạnh. Khi anh chuẩn bị lên đường thì người mẹ nói với anh: Sao con lại phải đi một mình như thế? Hãy nói ai đó đi cùng con. Nhà thông thái nói: Con biết con phải đi xuyên qua rừng sâu nguy hiểm, nhưng con không cảm thấy nỗi sợ. Không có thú dữ cũng như bọn cướp trong đó. Người mẹ nói: Nhưng nếu có ai đó đi cùng con không phải sẽ tốt hơn sao? Nhà thông thái nói: Đừng lo thưa mẹ, con sẽ không sợ đâu. Nghe lời mẹ, con sẽ đi thật nhanh và quay về ngay trong ngày mai, khi con đã xong công việc. Tuy nhiên, mẹ của nhà thông thái đã đi đến cái ao phía sau nhà. Từ cái ao, bà ta bắt lên một con cua. Rồi bà nói: Ta không đồng ý với việc con đi một mình. Cầm lấy, giữ con cua này bên cạnh con làm bạn đồng hành. Nhà thông thái đành giữ con cua để mẹ mình an lòng. Anh giữ con cua bên cạnh hạt lông não được để trong túi. Sau đó, anh xách túi lên và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đó là vào mùa hè. Giữa trưa hè, chàng trai không thể chịu nổi cái nóng thêm nữa. Thì bỗng nhiên, chàng ta thấy một cái cây thật to. Nhà thông thái nghĩ: Tại sao không ở đây nghỉ ngơi một chút dưới tán cây xanh mát này, rồi ta lại bắt đầu cuộc hành trình khi cơn nóng này hạ nhiệt. Dưới tán cây xanh mát, nhà thông thái mở túi thức ăn ra. Anh ăn thốt nốt và bánh mì. Sau đó, anh quyết định nằm dài dưới bóng cây rồi thiếp đi lúc nào không biết. Có một con rắn sống trên cây. Khi bò ra ngoài thân cây, con rắn nhìn thấy nhà thông thái nằm phía dưới. Nó nhìn thấy cái túi được đặt cạnh nhà thông thái. Nó có thể ngửi thấy mùi lông não trong cái túi. Rắn là loài rất thích mùi lông não. Vì vậy, con rắn tiến thẳng tới cái túi và ngủ bên trong cái túi. Sau đó, nó bắt đầu ăn hết đống lông não đó. Thấy thế, con cua tức giận và đã kẹp con rắn. Cuối cùng, con rắn chết. Một lúc sau, nhà thông thái thức giấc. Anh ta duỗi dài cánh tay rồi đứng dậy. Tình cờ, anh nhìn vào trong cái túi. Và anh ta đã thấy gì? Một con rắn dài đã chết nằm bên trong cái túi, giữa những hạt lông não. Nhà thông thái cho rằng con cua là người đã cứu sống mình khỏi con rắn. Anh ta cảm ơn bằng cả tấm lòng của mình. Anh nhận ra mình nên lắng nghe nhiều từ mẹ mình. Và rồi anh ta nhận ra mình đã không vâng lời mẹ như thế nào.